quá là hụt hẫng. Một cái nỗi buồn tôi cũng nghĩ là cũng khó mà nguôi ngoai. Bác Trọng là một người mà cho đến ngày hôm nay thì đã tận tâm tận tình với đất nước của chúng ta, luôn quan tâm sát sao tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa nghệ thuật. Tôi học ở bác rất nhiều, chân thật, khiêm tốn, thật thà và lao động đam mê hết mình. Thật sự là để mà nói về cái mà mình cảm thấy là mình học được nhiều, cũng như là mình thấy là cái sự cải thiện từ tất cả những vấn đề mà bác làm được cho người dân á, là cái liêm khiết nè, cái kiên quyết chống tham nhũng và các tiêu cực. Mình ước ao lắm là có một cái xã hội trong đó tất cả mọi người đều chung tay làm được cái điều, làm được cái điều như vậy. Chắc là bác sẽ luôn mỉm cười với cái sự cộng hưởng đó, với cái sự chung tay đó của người dân để tạo ra một cái môi trường xã hội mà như bác hằng mong muốn. Có một câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở trong hội nghị văn hóa toàn quốc 2021, tôi rất là thấm. Hạnh phúc của con người không phải ở chỗ nhiều tiền lắm của ăn mặc đẹp, mà ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và sự nhân ái, đó mới là sự công bằng.